Mr. BTS kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ đô Hà Nội đã có 10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố qua các thời kỳ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng điểm lại chân dung của 10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề đã bầu ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng ta cùng điểm lại chân dung của 10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội qua các thời kỳ tính từ năm 1957 tới nay. Thứ nhất là ông Trần Duy Hưng, khóa 1 từ năm 1957 đến năm 1961, khóa 2 năm 1961 đến năm 1965, khóa 3 là từ năm 1965 đến năm 1968, khóa 4 là năm 1968 đến năm 1961, khóa 5 từ năm 1971 đến năm 1974 và khóa 6 từ năm 1974 đến năm 1977. Như vậy, ông Trần Duy Hưng đã là chủ tịch của thành phố Hà Nội trong 6 khóa liên tục. Ông Trần Duy Hưng quê quán ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông sinh năm 1912, mất năm 1988. Thứ hai là ông Trần Vĩ. Ông Trần Vĩ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 7 từ năm 1977 đến năm 1981 và khóa 8 từ năm 1981 đến năm 1985, khóa 9 từ năm 1985 đến năm 1989. Và ông Trần Vĩ đã tiếp tục công tác đến tháng 1 năm 1987. Như vậy, ông Trần Vĩ làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong hơn 3 khóa. Ông Trần Vĩ sinh năm 1921, mất năm 1995, quê quán ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nhân dung thứ ba là ông Trần Tấn. Ông Trần Tấn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 9 từ tháng 1 năm 1987 cho đến năm 1989. Ông Trần Tấn sinh năm 1927, mất năm 2010. Ông quê ở Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Thứ tư là Chủ tịch Lê Ất Hợi. Ông Lê Ất Hợi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 10 từ năm 1989 đến năm 1994. Ông Trần Ất sinh năm 1935, mất năm 2011, quê quán ở Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. Thứ năm là ông Hoàng Văn Nghiên. Ông Hoàng Văn Nghiên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 11 và khóa 12. Khóa 11 từ năm 1994 đến năm 1999 và khóa 12 từ năm 1999 đến năm 2004. Ông Hoàng Văn Nghiên quê quán ở xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông sinh năm 1941. Thứ sáu là ông Trần Quốc Triệu. Thứ sáu là ông Nguyễn Quốc Triệu. Ông Nguyễn Quốc Triệu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 13, giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2009, và ông tiếp tục công tác từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 8 năm 2007. Ông Nguyễn Quốc Triệu sinh năm 1951, quê quán ở xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thứ bảy là ông Nguyễn Thế Thảo. Ông Nguyễn Thế Thảo là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 13-14 từ tháng 8 năm 2007 cho đến tháng 12 năm 2015. Ông Nguyễn Thế Thảo sinh năm 1952, quê quán ở xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thứ tám là ông Nguyễn Đức Trung. Ông Nguyễn Đức Trung là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 và khóa 15 từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, quê quán ở Thăng Long, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Và các vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung vẫn đang tiếp diễn, vẫn chưa có hồi kết. Thứ 9 là ông Chu Ngọc Anh, khóa 15-16 từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê quán ở Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội.
Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành kỳ họp chuyên đề thực hiện việc lấy ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Tại kỳ họp thì 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh. Hội đồng Nhân dân thành phố sau đó đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Tiếp đó, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Và chân dung thứ 10 là ông Trần Sĩ Thanh, khóa 16, từ tháng 7 năm 2022. Ông Trần Sĩ Thanh, sinh năm 1971, quê quán Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa 12-13. Ông Thanh từng giữ chức Phó Vụ trưởng Kế hoạch Tổng hợp Chánh Văn phòng, rồi Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính. Từ năm 2008 thì ông Thanh bắt đầu được luân chuyển về địa phương, sau đó giữ các nhiệm vụ như Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ cuối năm 2017 thì ông giữ các chức vụ như Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tháng 8 năm 2020, ông được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4 năm 2021, đến trước khi về Hà Nội, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Như vậy, ông Thanh đang là người thứ 10 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trên đây là chân dung của 10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ năm 1957 cho đến nay. Mr. BTH kể chuyện lịch sử. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.